chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ video cho các bạn xem một cái hộp gỗ có chiều rộng lên tới 1m30 nha các bạn nhá. Và chiều dày của nó mình cho các bạn xem luôn này. Chiều dày của nó là 41 phân nha các bạn nhá. Và chiều dài của nó là 3m2 phân luôn nha các bạn nhá. Đây là lần đầu tiên mà mình xẻ một cái hộp mà nó rộng tới 1m3 luôn các bạn ạ. Đây nó chỉ còn thừa ở cái máy xẻ, nó chỉ còn thừa một tí nữa thôi là nó chạm vào cái chân của máy xẻ rồi các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là cái hộp này xẻ ra nó có đẹp không nhá. Cái này thì là một cái hộp nhập nguyên công container từ Nam Phi về luôn các bạn ạ. Thế là ngày hôm nay của nhà mình thì xẻ toàn là những cái tấm để làm mặt cặp và sofa thôi. Đã cho lên xe một nửa rồi, đây mình sẽ quay ra xe các bạn xem này. Quay lên xe các bạn xem nhá. Ở đây là xẻ toàn mặt sofa luôn thôi các bạn nhá. Đây chất gỗ hộp của bên nhà mình đây các bạn nhá. Chất gỗ hộp này thì đẹp không phải chê luôn rồi. Đây là khách hàng lựa chọn toàn hộp để xẻ thôi các bạn ạ. Đây các bạn nhìn chưa, để mình ra thêm một chỗ đang xẻ hộp nữa các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở bát xem là cái hộp rộng 1m3 này có đẹp hay không. Đây là một trong những hộp kỷ lục nhất từ trước đến nay mà nhập được ở một trong một cái container. Ngoài cái hộp to này ra thì một cái container các bạn lấy thì nó sẽ pha trộn vào rất là nhiều những hộp nhỏ nữa. Nhưng mà đây là hộp rộng nhất từ trước đến nay mà nhà mình bắt đầu xẻ nhá. Đây các bạn ơi, bắt đầu mở ra rồi. Ai cũng đang rất là hồi hộp xem là bên trong của nó đẹp hay là xấu. Đây nhìn xem nào. Không uống được cái này thôi. Na, chú Quân tránh ra để cho cháu xem cái. Đây. Ủa ôi các bạn ơi. Nục, nục nạc luôn các bạn ạ. Nục nạc luôn. Một tấm gỗ lim rộng lên tới 1,3 mét luôn các bạn ạ. Chiều dày còn lại là bao nhiêu nhở? 25 phân nữa, 26 phân nữa. Dài 3m2 luôn, rộng 1m3 luôn các bạn nhớ. Quá tuyệt vời luôn. Ai yêu thương cái tấm gỗ lim này thì gọi điện cho bạn Vân theo số điện thoại 0989468623 các bạn nhé. Đây anh này sở hữu miếng bên trên đây các bạn nhé. Đây nhìn mặt anh này rõ luôn này. Mỗi tội chỉ có một khẩu trang thôi. Đấy. Bỏ khẩu trang không? Bỏ khẩu trang mọi người biết không? Đấy đẹp trai chưa? Bỏ ra phát đẹp trai luôn. Đây giới thiệu với các bạn, ông chủ của tấm gỗ lim mà có chiều rộng lên tới 1m3, dày 26 phân, đang mặc áo trắng đây nha các bạn nhá. Đây ông chủ ơi, ông chủ nhìn ơi, cười cái để con bán được cái tấm chiếu này giá 100 triệu khối này. Đấy. Ông chủ. Đây các bạn ơi, cái tấm mặt trên thì người ta cắt đôi ra, người ta làm mặt bàn. Mặt bàn của người ta sẽ dài 1m6 và rộng là khoảng 1m2. Chỉ cần một tấm này thôi đã đủ rồi các bạn nhé. Còn cái tấm kia thì vẫn đang đợi chủ nhân. Và ai yêu thương tấm mặt chiếu sập lên tới 1m3 đó thì hãy alo cho mình, số điện thoại mình đã đọc rồi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Đây chuẩn bị cắt này. Các bạn muốn xem cắt không? Xem cắt nhé. Rồi hẵng chào tạm biệt nhé. Xem cắt nhé. Đây. Đây, tấm này nó dài 3m2 thì người ta cắt đôi ra cỡ 2 cái mặt bàn luôn các bạn.
khoảng gần 2 phút thì đứt. Gần 2 phút. Bye bye.